chương trình Kahoot ngày hôm nay, ai thông minh hơn Mitty và chúng ta xin được phép bắt đầu. Ai thông à, cũng sao cái tiểu đề là ai cũng thông minh hơn Mitty, thật là buồn. Không sao, vô. Chị này tên đầy đủ là gì? Ác, Kahoot này chết rồi, tao còn không biết tên này. Để giới thiệu cho bạn nào chưa biết thì đây là trợ lý của mình. Bé nó tên Tiên, nhưng mà tôi cũng không biết nó tên là cái gì Tiên. Nhưng mà mất dạy, con Mikun. Mày chơi mất dạy với con Tiên quá. Mikun ơi, con Tiên nó mới chở mèo nhà tao đi khám bệnh đó Mikun ơi. Đúng rồi, con Tiên đó. Mất dạy quá trời ơi, mẫn Tiên đi cho tao đánh mày chết quá. Nguyễn Phúc Thùy Tiên. Thiệt, nói thiệt, Tiên ơi, em đừng buồn, chị cũng không biết tên đầy đủ của em là cái gì luôn á, Nguyễn Phúc Thùy Tiên ơi. Cái gì Lê Thiên Ngọc. Ui, một người chính xác. Người đó chắc chắn là con Tiên. Người đó chắc chắn là con Tiên rồi. Ai, ai là người chính xác? Con Zoe Sama. Thật khủng khiếp. Mày đặt đặt tên yêu Mikun đồ, mày đặt nịnh con Mikun mà có được cái gì đâu. Thi xài Ari tóc biến E hụp Quy hụp đúp không bay tới đối thủ xong thi biến về gọi là gì? Cái này tôi biết, tôi có coi trên mạng. Xàm xí đú. Tôi gửi cho các bạn nha, tôi gửi cho bạn, tại vì có nhiều bạn không chơi Liên Minh. Ari ở trong game nó là một con hồ ly. Ly hụp. Ly hôn. Nó đã hung hụp rồi mà còn ly hôn. Đúng vậy, nó là cáo lui. Hồ ly hay còn gọi là hồ con cáo đó các bạn ạ. Cá voi được nấu chín thì gọi là gì? Chơi chữ. Cá voi được nấu chín. Miếng cháu, cói vàng. Đừng có nhắc, trời ơi, có đứa nó nhắc rồi. Mà sao lấy của gì ma dữ vậy? Bớt giùm được không? Sao sáng tạo đồ được không? Mình sáng tạo đồ được không ta? Weldon, nhưng mà tôi nghĩ là Weldon này mình có viết được không ta? Thì ra cái Weldon này không đúng. À, thì chắc cũng đúng, nói chung là cái đáp án này nó cũng khó quá ha. Thôi thì mình chăm trước đi. Bốn vỏ chai nước thì có để thay đổi, thì có để đổi được một chai nước. Nếu bạn có 32 vỏ chai thì bạn có thể đổi được bao nhiêu chai nước? Bốn vỏ chai nước thì có thể đổi được. Có để đổi là cái gì? Làm cái đề bài mà cũng không xong là sao? Hả Mikun? Nếu bạn có 32 vỏ chai thì bạn có thể đổi được bao nhiêu? 32 chia 4. 8 chai đổi được thêm 2 lần nữa. Sai rồi, đáp án sai rồi. 8 chai thôi. Tại vì vỏ chai mới đổi được một chai nước. Còn cái này là mình đã uống có vỏ chai đâu. 8 vỏ chai đó đi đổi. Câu này sai rồi. Thời điểm cái câu này nó không có chính xác gì hết. Một câu hỏi vô tri vậy mà tụi bay cũng trả lời đúng được hả? 10 đứa này là 10 đứa nào? À, câu hỏi thi đường lên đỉnh Olympia hả? Chết rồi. Đồ nông cạn. Con nhỏ mới thì thật là nông cạn. Vô tri. Bạn gọi một con nai bị viêm khớp là gì? Câu này khó quá, tôi cũng không biết. Nhưng mà nếu mà các bạn có khả năng thì các bạn có thể giải được đó. Đừng nhìn tôi, đừng ánh mắt đừng liếc qua livestream này. Chị không thể giúp được các em đâu. Chị không thể giúp được các em đâu, đúng vậy. Trời ơi, không đứa nào trả là đúng luôn. Good night cũng ok đi. Đứa nào cũng nay sừ nay què hết vậy. Good night. Team này tên là gì? Tôi biết team này. Và đây là là biệt đội rocket mà ta. Vẫn ra nha. Đội rocket nha. Hỏa tiễn cũng được mà rocket cũng được. Hình như hai tên, cái tên kia là tên thuần tiếng Việt, còn rocket là tên tiếng Anh hay sao? Giống nhau mà. Đội hỏa tiễn ok. Ủa sao chữ này nó sai ta? Đội hỏa tiễn. Hỏa tiễn. Hỏa tiễn chị suy nghĩ quá. Rocket cũng ok. Team rocket cũng được. Biệt đội hỏa. Biệt đội hỏa tiễn có du di không mọi người? Có gọi là trời, đừng phân gaming chắc là đủ đứa này quá. Thuyết Minh nó rocket này. Thôi du di đi ha. Du di thôi, sai chính tả chị cũng du di. Nhưng mà du di thôi các em ơi. Nhưng mà thôi tha thứ cho các bạn đi. Ở Việt Nam, cái gì mà người ta biết lỗi nhiều mà vẫn cứ bán? Sao tôi toàn nghĩ bậy bạ không vậy trời? Chết rồi, sao tôi toàn nghĩ bậy bạ không vậy trời? Lỗ mũi ai mà bán má? Ơ, tôi thấy cái rổ cũng đúng mà. Lỗ hùm là lỗi gì? Rổ. Mới rổ. Đồ má, nó biết là mình, nó biết là mình du di cái sai lỗi chính tả, cái nó viết tầm bậy tầm bạ quá. Bán đồ gì ở đây vậy bà nội? Dãy núi dài nhất thế giới nằm ở đâu với chiều dài 65.000 km? Dãy núi dài nhất thế giới tất nhiên là dãy núi Himalaya. Search Google không ra đâu. Ui, Mikun nó còn cẩn thận. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn người ta vẫn lì lòng, người ta vẫn search để coi thử là nó như thế nào. Đấy đại dương. Đấy đại dương là không thể rồi. Nam Cực, Châu Âu, Nam Phi. Tôi nghĩ là Châu Âu, bởi vì bộ phim Phineas and Ferb này ở Châu Mỹ. Nhưng đây không có đáp án Châu Mỹ nên tôi chọn Châu Âu. Ít nhất tôi cũng lừa được một người.
Câu hỏi chiếc fan, chiếc cúp của đây hình chiếc dép làm mấy thi được tặng có tên là gì? Hóa ra đồ có cúp giống tôi à? Chiếc dép vàng. Khoan, cho tôi hỏi là nữ streamer flip-flop mất dạy. Flip-flop up. Thì dìa này là cái gì? Thì dìa là rồi, để ta đếm nha. 1, 2, 3, 4 đứa không xem stream. 4 đứa không xem stream. Quá tệ bạc, câu này không. Thì là cái gì? Không chấp nhận luôn. Cúc quầy bye bye luôn. Chết mít trong tiếng Anh là gì? Tôi biết có liên quan đến người người con trai trong ảnh luôn. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Rượu này không say. Bài này thiệt. Vâng, trai đó có tên là Jackfruit. Adam, cái gì Adam? Có hai mẹ và chỉ có một. Quá dễ, câu này tôi biết. Cái câu này tôi dịch cái trang truyện này nha. Cái trang truyện này nó bảo là Be honest Adam, do this leaf make me look fat? Just a little. Có nghĩa là anh nói thật đi, có phải cái lá này làm em nhìn hơi bị mập đúng không? Sao anh lại trả lời cũng một chút. Đó, đúng vậy, Adam có hai mà Eva có một là có vừa biết. Rồi có ngại lắm là ngại cái gì? Đa giác lồi nào có số đường chéo bằng số cạnh? Tính tiền. Câu này mới thật sự ai là kẻ thông minh nào. Đúng vậy, đó là câu A. Pentagon là đa giác có số đường chéo bằng số cạnh. Nghĩ đơn giản thôi, súng gì không bị cấm nhưng bị ghét ở châu Phi. Đúng là mà biết súng thịt là tao đuổi nó liền luôn á. Tôi sợ tôi nói ra bây giờ thì nó sẽ thành spoil. Nhưng mà tôi đã có đáp án của tôi, bây giờ tôi ghi đáp án ra được không? Tôi cũng muốn chơi giờ này, tôi cũng muốn ghi đáp án ra. Nhưng mà tôi sẽ quay vòng lại. Đó, tôi ghi đáp án rồi. Bây giờ tôi sẽ ghi ra đáp án của tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ 2, 3. Đáp án. Thôi, tôi không đưa đáp án của tôi ra nữa. Súng nước không bị, nhưng bị ghét ở châu Phi. À, tại vì châu Phi người ta thiếu nước. Thế nên là nếu như mà mình sử dụng nước mà mình bắn qua bắn lại như thế á, thì nó sẽ kiểu giống như là một cái hành động rất là không có respect, disrespect người ta. Nên là tôi nghĩ là bị ghét ở châu Phi. Mắc cái gì súng răng bị ghét? Tự nhiên mày đi ra đường cái tao thấy thằng nhỏ răng súng kia mày ui thằng súng răng mày, ô đừng chơi nó hả? Có khùng không? Cổng nào là cổng duy nhất trong năm cổng hoàn thành Thăng Long còn sót lại đến bây giờ? Không biết, không biết có đúng không nữa. Hoàn thành hả? Hoàn thành Thăng Long còn sót lại đến bây giờ. Tôi nghĩ đó là cổng USB. Cổng đáp án cho tôi xin. Và đáp án chính là cổng Bắc Môn. Không nữa. Nhưng mà ở đây chúng tôi thấy có là chính Bắc Môn. Thì tôi hỏi các bạn, ở đây có một bạn ghi là cổng Bắc Môn nè. Chắc là cái cảnh cổng Ngọ Môn này sao? Để tôi coi thử ai là người đúng cái câu cổng Bắc Môn này. Cái câu cổng Bắc Môn này là một cái câu mà coi thử bạn này là ai, mà bạn này mà trả lời đúng là xứng đáng là có một tràng pháo tay. Chính Bắc Môn cũng đúng đúng không? Cửa Bắc cũng đúng, nhưng mà cái chữ này ta không biết. Cửa Bắc là cũng đúng hả? Rồi, vậy là chúng ta đã có đáp án, có đến tận 5 người trả lời đúng. Để xem danh tính của 5 người đó là ai, liệu có đánh. Trang Trang và Minh nè đã đánh bại Violet. Và câu hỏi cuối cùng, thứ gì xuất khẩu thì được, nhập khẩu thì không? Câu cuối gì mà dễ vậy? Câu này dễ quá. Xuất gia có lẽ là giữ được vị trí của mình đang rất là yên ổn. Các bạn hãy nhớ, hãy cố gắng trả lời, thời gian cũng được cộng điểm. 4, 3, 2, 1. Vâng, và đáp án chính là xuất khẩu. Xuất khẩu có nghĩa là lời nói đó các bạn à. Bởi vì người ta nói có một cái câu gọi là xuất khẩu thành thơ, nên gọi là xuất khẩu thì được, nhưng mà mình không có nhập cái lời nói của người khác vô mình được. Chẳng hạn như có một đứa nó đưa cái miệng lại cái miệng mình, nó nói mình không có nuốt cái từ đó vô được. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mitty Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.